Chúng ta cùng bước sang hàng thứ 5. Ở hàng thứ 5 này, ngay chỗ cụm hoa văn này, các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép xen kẽ vào đó là những mũi bính. Các bạn lên 3 bính và xem nó là một chân kép. Sau đó các bạn thêm một bính nữa là bính cách khoảng. Đâm kim vào đầu, đâm kim lên trên đầu của cái mũi kép bên dưới, các bạn móc thêm cho mình một mũi kép, sau đó một bính và tiếp tục đâm kim vào đầu của mũi kép kế bên, móc một bính nữa. Móc một kép nữa, sau đó lại một bính và tiếp tục đâm kim để móc thêm một kép nữa. Cứ như vậy các bạn móc một kép, một bính, một kép, một bính, một kép, một bính, một kép. Các bạn móc hết 8 mũi kép này. Xen kẽ vào trong 8 mũi kép đó là những mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ có 7 mũi bính xen kẽ vào trong 8 mũi kép. Sau khi móc 8 mũi kép xen kẽ là 7 mũi bính, các bạn lên cho mình một bính nữa. Sau đó ở hàng thứ tư các bạn còn 7 mũi đơn trên cụm này. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục bỏ 2 chân nữa, chúng ta còn 5 chân đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Lên một bính, tiếp tục cụm hoa văn. Một kép, một bính. Một kép, một bính, một kép. Thì cái hàng hoa văn thứ 5 này, chúng ta sẽ móc 8 kép xen kẽ vào là 7 bính. Sau đó các bạn cũng lên một bính, móc 5 mũi đơn, lại tiếp tục lên một bính và tiếp tục hoa văn tiếp theo. Các bạn móc hết hàng thứ 5 cho mình. Khi các bạn móc mũ, ở mỗi vòng chúng ta móc xong, các bạn dùng tay để miết cái sản phẩm của mình ra nha. Để cho nó phẳng ra thì mình mới xem được là mình móc như vậy nó đã đều và đẹp hay chưa. Nếu như các bạn cứ móc liên tục đến khi mà chúng ta phát hiện ra được cái sai của mình, hoặc là mình có một cái lỗi nào đó là các bạn phải tháo từ đầu thì nó rất là nản. Chúng ta đã xong hàng thứ 5. Bây giờ mình sẽ sang hàng thứ 6. Ở hàng thứ 6 này, các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi kép. Chân kép cũng một mũi kép và chân bính cũng một mũi kép. Các bạn móc tổng cộng là 16 mũi kép lên trên đầu cái cụm hoa văn này. Các bạn móc một mũi kép vào chân kép và một mũi kép vào chân bính cũng được, mà các bạn móc cả hai mũi kép chung chân trên đầu của chân kép cũng được. Các bạn móc làm sao mà chia đều được 16 mũi trên đầu của cụm hoa văn này cho mình là được. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 và 16. 16 chân kép. Chúng ta lên một bính, sau đó ở đây chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 chân ở giữa. Chúng ta chừa 2 chân giống như từ đầu nha các bạn. Sau đó lên một bính lại tiếp tục 16 chân kép. 2 4 6 8 10 12 14 và 16. Lại lên một bính và móc vào đây 3 mũi đơn. Như vậy hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc 16 chân kép. Sau đó một bính 3 đơn và một bính. Cứ như vậy các bạn móc cho mình hết hàng thứ 6. Chúng ta cùng bước sang hàng thứ 7. Hàng thứ 7 các bạn sẽ móc 16 mũi kép, xen kẽ vào là 15 mũi bính. Cứ một kép là một bính. Một kép một bính, một kép một bính. 16 mũi kép xen kẽ vào 15 mũi bính. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 31 mũi ở trên cái hoa văn này. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 7, chúng ta cũng đồng thời là hoàn thiện xong cái phần rẽ quạt của cái hoa văn đầu tiên. Chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào cái hoa văn thứ 2. Thì khi chúng ta bước vào cái hoa văn thứ 2 thì cái phần rẽ quạt của cái hoa văn thứ nhất chúng ta sẽ khép lại. Nó sẽ giống như là cái búp sen. Sau khi nó đã đủ cái độ rộng rồi thì bắt đầu nó sẽ bo lại. Thì sau khi các bạn móc xong 16 mũi kép xen kẽ là 15 mũi bính, chúng ta cũng lên một bính, sau đó các bạn đâm kim vào trong cái chân thứ hai của cái hàng 3 mũi đơn bên dưới, các bạn móc một mũi đơn. Sau đó các bạn cũng móc một bính và tiếp tục cái hàng tiếp theo. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 7 cho mình. Mình sẽ chép lại cái hàng thứ 7 cho các bạn. Hàng thứ 7 chúng ta sẽ có 16 kép. Xen kẽ trong 16 kép là 15 bính. Sau đó các bạn lên một bính, móc một mũi đơn vào chân 3 mũi đơn bên dưới, sau đó tiếp tục một bính và chúng ta tiếp tục cái hoa văn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào hàng thứ 8. Ở hàng thứ 8 này các bạn chỉ lên cho mình một bính thôi. Sau đó ở hai chân đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. 1 2. Bắt đầu từ chân thứ 3, chân nào có mũi bính chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào
một mũi đơn. Chân nào có mũi kép chúng ta cũng móc một mũi đơn. Cứ xen kẽ chúng ta đi tất cả những mũi đơn trên đầu này. Chúng ta cũng chừa lại hai chân cuối cùng, chúng ta chỉ móc vào mỗi chân là một mũi đơn. Rồi, mình sẽ đếm cái số mũi đơn ở đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 mũi. 29 mũi đơn. Sau đó các bạn cũng lên cho mình một bính. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi đơn duy nhất còn lại này. Các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép. Sau đó các bạn cũng lên cho mình một bính. Ở hai chân đầu tiên các bạn cũng móc mỗi chân là một mũi đơn. Bắt đầu từ chân thứ ba trở đi thì các bạn xen kẽ móc tất cả những mũi đơn vào cả chân bính và chân kép. Vì sao mà mình chừa lại hai cái chân đầu tiên và hai cái chân cuối cùng mình không có móc xen kẽ? Vì như vậy thì cái hoa văn này nó sẽ bị dư mũi. Nên là hàng thứ 8 này các bạn chỉ móc cho mình 29 mũi đơn lên trên đầu của cái hoa văn này. Sau đó các bạn móc cho mình một bính ngay cái chân mũi đơn duy nhất còn lại. Các bạn móc cho mình 3 kép. Chúng ta tạo hoa văn thứ hai đó các bạn. Sau đó lại một bính. Và chúng ta quay trở lại tiếp tục 29 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 8 cho mình. Hàng thứ 9. Hàng thứ 9. Ở hàng thứ 8 chúng ta có 29 mũi đơn. Thì ở hàng thứ 9 này các bạn giảm cho mình còn 25 mũi đơn. Như vậy thì ở mỗi đầu chúng ta sẽ giảm 2 mũi. Sau đó một bính. Và ba chân kép này các bạn sẽ móc cho mình thành 5 kép và một bính. Đây, các bạn bỏ một chân đầu tiên, bỏ chân thứ hai, móc vào chân thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mũi. Sau khi các bạn móc xong 25 mũi, các bạn móc cho mình một mũi bính. Sau đó ở ba chân kép này các bạn sẽ móc thành 5 chân. Như vậy thì ở hai chân hai bên chúng ta sẽ thêm mỗi chân là một mũi. Chân ở giữa chúng ta giữ nguyên. Rồi, 5 kép.
sau đó lên một bính và chúng ta sẽ dời vào cái chân của mũi đơn đầu tiên này. Chúng ta kết thúc hàng. Kết thúc hàng thứ 9 thì các bạn quan sát, chúng ta vẫn còn dư mũi. Chúng ta vẫn còn dư mũi. Vì vậy ở hàng thứ 10 chúng ta cũng giảm 2 mũi một lượt. Chúng ta cũng tiếp tục giảm 2 mũi ở hàng thứ 10. Như vậy thì 25 mũi này sẽ còn là 21 mũi. Sau đó chúng ta cũng lên một bính. Và ở 5 cái chân kép này chúng ta sẽ móc thành 6 kép. Vậy thì hai chân kép đầu tiên chúng ta giữ nguyên và chân kép ở giữa chúng ta sẽ thêm một kép nữa. Chúng ta cùng móc hàng thứ 10. Chúng ta sẽ dời kim 2 lần. Lên một bính. Mũi đơn đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 và 21. Sau khi móc xong 21 mũi, các bạn cũng lên cho mình một bính và hai chân kép đầu tiên này mỗi chân móc cho mình một mũi kép. Chân kép thứ ba các bạn móc 2 mũi kép chung chân. Chân thứ tư và chân thứ năm mỗi chân một mũi. Đây. Sau đó chúng ta cũng lên một bính và bỏ một chân, hai chân móc vào chân thứ ba. 21 mũi móc đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 10 cho mình. Hàng thứ 11 chúng ta sẽ móc là 17 mũi đơn. Chúng ta bỏ một chân đầu tiên, bỏ chân thứ hai, móc vào chân thứ ba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17. Sau khi móc xong 17 mũi đơn, các bạn lên một bính, sau đó các bạn móc vào trong đây. Hai chân kép đầu tiên các bạn không thêm mũi, chân kép thứ ba và thứ tư các bạn móc hai kép một chân. Chúng ta đã thêm đủ 8 mũi kép cho cái hoa văn của mình. Đây, 2, 4, 6, 8. Đến đây thì cái hoa văn của chúng ta nó đã hình thành. Chân của cái hoa văn thứ hai của chúng ta đã đủ mũi. Thì từ đây các bạn sẽ bắt đầu tăng cho cái hoa văn thứ hai này. Hàng thứ 11 mình viết lại 17 mũi đơn. Một bính. Và 8 kép. Một bính. Hàng thứ 12 này chân của hoa văn đã đủ, các bạn bắt đầu móc cho mình là 8 mũi kép xen kẽ, 7 bính
Sau đó 17 mũi này, 17 mũi đơn, chúng ta sẽ móc còn 13 mũi đơn. Một bính, cái này chúng ta sẽ cho nó ra đây. Trước tiên là 13 mũi đơn một bính, sau là cái này, tiếp theo là một bính. Chúng ta cùng móc hàng thứ 12. Chúng ta cũng dời hai chân, 1 2. Sau đó lên một bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mũi. Lên một bính. Một kép một bính. Một kép một bính. Một kép. Sau đó một bính và tiếp tục 13 mũi đơn vào 13 chân. Bỏ hai chân. Đến đây cái hoa văn của chúng ta nó đã đủ mũi rồi. Cái vành của chúng ta nó đã thẳng ra, nó không còn dư mũi nữa. Vì vậy, bắt đầu từ cái hàng thứ 13 này, các bạn chỉ giảm mỗi bên một mũi thôi, chúng ta không giảm hai mũi một lượt nữa. Hàng thứ 13 các bạn chỉ dời một mũi vào. Sau đó các bạn lên một bính, chúng ta móc ở đây 11 mũi đơn. Sau khi móc xong 11 mũi đơn, các bạn móc một mũi bính và trên đầu của mỗi chân kép này các bạn móc hai kép chung chân. Thì 8 mũi kép này các bạn sẽ móc được 16 mũi kép. Cái sợi dệt á, chúng ta móc á, nó có một cái ưu điểm là nó không bị phân hủy giống như là sợi thô. Vì sợi thô là sợi mà nó tự hủy, nên là chúng ta móc chúng ta dùng một thời gian nó sẽ phai màu và nó sẽ mục, nó hủy đi. Khi mình làm hàng cho khách á, nhiều người ta không có hiểu được cái vấn đề đó, người ta không thông cảm được, mình rất là dễ mất lòng khách. Còn cái nhưng mà nó có một cái ưu điểm là cái sợi của nó mượt và nó bóng, lên sản phẩm thì nó sẽ đẹp hơn. Còn cái nhược điểm của cái sợi dệt này á, là khi chúng ta móc á, nó cứ bị xoắn, cái sợi nó không có mượt nhưng mà nó lại rất là dễ dơ nữa, nó nhanh bám bụi cực kỳ. Mặc dù cái màu của sợi dệt thì nó đẹp. Đây, các bạn móc hàng thứ 13 cho mình. Hàng thứ 13,
chúng ta sẽ móc 11 mũi đơn. Một bính. Và 16 mũi kép. Một bính. Chúng ta đã gần hoàn thiện xong cái vành nón rồi đó. Còn vài hàng nữa là chúng ta sẽ xong đó các bạn. Các bạn móc hàng thứ 13 này cho mình nha. Sau khi móc hàng thứ 13 xong thì chúng ta chỉ còn 2-3 hàng nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái vành nón. Hàng thứ 14 chúng ta sẽ móc 16 mũi kép trên đầu của 16 mũi kép. Vì chúng ta cần ra cho nó rộng vành và có cái độ cong nhất định để cho cái mũ của chúng ta nó uốn lượn giống như là những cái cánh hoa. Nên là ở đây chúng ta không ra liền giống như bên này mà chúng ta sẽ móc ở đây là một hàng chân. Tất cả là những mũi kép. Bên dưới chúng ta tạo 16 mũi kép thì trên đầu này chúng ta cũng móc là 16 mũi kép. Sau khi móc xong 16 mũi kép, các bạn móc cho mình, các bạn móc cho mình một bính, sau đó bỏ một chân, các bạn móc 9 mũi đơn vào 9 chân ở giữa. Sau đó lên một bính và chúng ta cứ tiếp tục 16 mũi kép. Mình làm những cái clip này là những cái clip hướng dẫn miễn phí. Vì lúc trước khi mình bắt đầu mình tìm hiểu cái bộ môn này á, mình cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là mình cầm kim bằng tay trái. Nhưng tất cả những cái clip hướng dẫn đều đa số là các bạn cầm kim tay phải. Cái thứ hai nữa là chúng ta vô cùng lúng túng với những cái mẫu hoa văn đẹp mắt mà chúng ta chưa có định hình được, chúng ta không biết phải xử lý như thế nào. Thành thử ra là đây cũng chỉ là một ít kinh nghiệm của mình đúc kết được. Mình cũng muốn truyền một ít lửa sang cho các bạn mới vào tìm hiểu cái bộ môn này. Thành ra các bạn trong quá trình xem mà cảm thấy là vừa ý hay là có thể tạo động lực giúp mình á, thì các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ viết lại hàng thứ 14 sẽ là 9 mũi đơn, 1 mũi bính, 16 mũi kép và 1 bính. Hàng thứ 15 chúng ta sẽ còn 7 mũi đơn. Bỏ hai đầu, mỗi đầu một mũi, sau đó một bính. Và 16 mũi kép này chúng ta sẽ xen kẽ 16 mũi kép. Xen kẽ 15 mũi bính. Đến đây thì các bạn đã hình dung ra được cái cách móc. Chúng ta móc cũng giống như cái hàng này.
và một bánh. Chúng ta cùng móc hàng thứ 15. Dời kim vào một mũi, lên một bánh, một đơn, hai đơn, ba đơn, bốn đơn, năm đơn, sáu đơn và bảy đơn. Sau khi móc xong 7 mũi đơn, các bạn lên cho mình một bánh, cứ một kép và một bánh chúng ta móc. Rồi, các bạn móc hết hàng thứ 15 cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nẹp cước hoặc là nẹp kẽm. Thì các bạn cũng dời vào đây một mũi cho mình. Sau đó các bạn xem nha. Mình chừa dư ra một đoạn như thế này. Các bạn lên một bánh, móc một đơn. Thì các bạn cứ kẹp cái sợi kẽm hoặc là cái sợi cước của chúng ta đó, nó đi theo như thế này thôi. Bây giờ khi chúng ta nẹp rồi á, thì cái mũi bánh chúng ta không còn móc nữa. Ngay chỗ cái chân mũi bánh đó, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Rồi cứ kẹp cái sợi kẽm theo cái sản phẩm của chúng ta đây, rồi chúng ta cứ móc thôi. Tất cả là những chân mũi đơn. Nhưng mà các bạn móc nó hơi chặt tay một tí nha. Chỗ này mà các bạn móc lỏng tay á, là khi ra cái sản phẩm của mình nó trùng, nó sẽ không đẹp đâu. Cứ móc một đoạn thì các bạn trải cái sản phẩm của mình ra, các bạn vuốt. Các bạn vuốt như thế này. Đó, các bạn vuốt như thế này để cho sản phẩm của chúng ta nó ôm theo, nó không bị dư cái sợi sợi cước, hay là nó không bị thiếu. Cứ như vậy các bạn móc đến các bạn vừa móc vừa nẹp đến cuối hàng. Thì cuối hàng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chúng ta nối hai cái mũi thừa này lại với nhau, để cho cái sản phẩm của chúng ta nó đẹp mà cái dây nó không có bị sổ ra. Rồi các bạn cứ nẹp giúp mình nha. Các bạn cứ nẹp đến cuối hàng. Thì đối với cái sợi kẽm á, thì chúng ta nẹp nó sẽ dễ dàng hơn cái sợi cước. Vì sợi kẽm này mình uốn được, thành ra đến những cái đoạn cong á, mình cứ mình uốn cái sợi kẽm theo cái đường cong của mình. Các bạn vừa nẹp vừa chỉnh nha. Chỉnh sản phẩm của chúng ta cho nó đều nha. Thì sau khi các bạn nẹp cho đến cuối cùng, thì đây là cái điểm cuối cùng của chúng ta. Các bạn đo cái đoạn này, sau đó các bạn cắt cái sợi kẽm ra. Ngay chỗ cái điểm nối của hai cái sợi kẽm á, mình thường làm như thế này. Mình lấy cái một là mình lấy kéo, còn hai nữa là mình lấy cái kéo bấm chỉ của mình nè, mình khứa cho nó có những cái lằn, những cái vết. Các bạn khứa càng nhiều càng tốt nha.
mình chừa ở đây nó hơi dài một tí, mình bấm thêm. Mình khứa thật là nhiều những cái vết rách ở đây. Do là cái sợi kẽm này là nó có một cái lớp nhựa nó bọc bên ngoài á, cho nên là các bạn khứa cho cái lớp nhựa này nó bị có những cái răng cưa cả hai bên luôn, cả hai cái sợi kẽm luôn. Rồi sau đó các bạn lấy một cái đoạn dây thừa vậy nè, cái dây mà mình hay cắt ra mình bỏ đó, các bạn kéo tuốt cái sợi này ra. Rồi các bạn đo vừa cái kích thước mà mình mong muốn nha, chứ nếu không là ở ngay cái điểm này mình không còn chạy cái sợi qua được nữa, nó thừa ra là thành ra nó xấu lắm. Rồi vòng cái dây qua đây, bắt đầu là các bạn siết chặt nó lại, vì mình có những cái vết khứa của mình rồi á, nên là khi mình dùng chỉ mình quấn như thế này á, thứ nhất là cái chỉ này nó trùng màu với cái sợi cho nên nó che lấp được. Thứ hai nữa là những cái vết khứa này nó sẽ giúp cho chúng ta giữ chặt cái sợi chỉ lại, nó không bị bung cái sợi chỉ ra, nó cũng không có chạy cái sợi chỉ đi lung tung á. Rồi các bạn cứ buộc cái sợi chỉ này đến hết cả cái đoạn nối của hai cái đầu dây này. Sau đó các bạn móc cho đến hoàn thiện cái mũ là chúng ta đã xong rồi đó. Mình chúc các bạn thành công nha. Cái vành mũ của chúng ta này nó xòe ra như thế này nha các bạn. Mình sẽ đặt tên cho nó là mũ hoa văn hình rễ quạt. Mình chúc các bạn thành công. Các bạn hãy bấm like và share giúp mình để mình có được nhiều cái lượt đăng ký hơn, tạo động lực để mình có thể làm tiếp những cái clip khác nha. Cảm ơn các bạn.